vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ Saco. Chúng ta cùng xem lại. Một pha chạy chỗ để đón. Izenia đâm. Tỷ số là 2-0. Một sai lầm của các cầu thủ Cao Bằng. Hai bàn vẫn chưa phải là một điều kiện đủ cơ hội để nâng tỷ số. Lâm Tấn Phát. Và tỷ số là 3-0. Một pha phối hợp và phản công không còn gì để mà ngăn cản được của hai cầu thủ bên phía Saco. Saco vừa ghi bàn thắng. Tỷ số hiện tại của hai đội Cao Bằng - Saco 2-0.